Kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là thời lượng dành cho bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn. Bản tin tối nay thứ ba ngày 7 tháng 7 có một số tin tức trong nước nổi bật sau. Ngành tài chính linh hoạt chính sách tài khoá. 82 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Thưa quý vị khán giả, nhờ thực hiện chủ động linh hoạt chính sách tài khoá, những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm của ngành tài chính đã góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Đây là thông tin đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và chỉ đạo hội nghị. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm nay ước đạt 44,2% dự toán, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là năm có tiến độ thu ngân sách đạt thấp nhất kể từ năm 2013. Kết quả này phản ánh thực trạng nền kinh tế hiện nay, cho thấy tình trạng hoạt động của doanh nghiệp thực sự gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh thu ngân sách gặp khó khăn nhưng vẫn phải tăng chi cho công tác phòng chống dịch bệnh, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ, Quốc hội yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, chia để tiết kiệm, bố trí trong dự toán được giao để thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng. Tổng chi ngân sách nhà nước đến hết tháng 6 ước đạt 729,4 nghìn tỷ đồng, bằng 41,8% dự toán. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã phát biểu chào mừng hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã bày tỏ sự vui mừng khi đại diện Bộ Quốc phòng các nước thành viên ASEAN và 8 nước cộng gồm Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ đã có mặt đầy đủ. Mặc dù lệch nhau về múi giờ, nhưng sự hiện diện đầy đủ của phái đoàn quan chức quốc phòng các nước đã thể hiện sự hợp tác ủng hộ với Việt Nam trên cương vị chủ tịch ASEAN cũng như đối với các cơ chế do ASEAN đóng vai trò trung tâm. Bộ Quốc phòng Việt Nam hết sức chú trọng và dành ưu tiên cao cho duy trì đà hợp tác trong ADMM cộng, những cách làm sáng tạo phù hợp với tình hình mới, mang lại sự hợp tác thực chất hiệu quả giữa các nước ASEAN và các nước đối tác. Dưới sự chủ trì điều hành của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trường đoàn Việt Nam đã thông qua chương trình nghị sự của hội nghị gồm các nội dung ứng phó với dịch COVID-19 của ASEAN, chia sẻ quan điểm về tình hình an ninh thế giới khu vực trong bối cảnh COVID-19 và hậu COVID-19, kinh nghiệm của quân đội tham gia ứng phó với dịch bệnh, thảo luận một số công việc của ADMM cộng trong thời gian tới, thông báo các hoạt động trọng tâm của Việt Nam trong năm ASEAN 2020, khai mạc triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam, hội nghị vai trò của phụ nữ và hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, kỷ niệm 10 năm thành lập ADMM cộng. Thưa quý vị, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ sáng nay mùng 7 tháng 7, tròn 82 ngày nước ta không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cả nước có tổng cộng 229 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, hiện có 3 ca âm tính lần 1 và 3 ca âm tính lần 2 trở lên với virus SARS-CoV-2. Đã có 341 ca nhiễm bệnh được điều trị khỏi. Hiện cả nước còn hơn 13.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly. 6 tháng đầu năm, thiên tai làm 47 người chết, 130 người bị thương, ước tính thiệt hại về kinh tế gần 3.400 tỷ đồng. Đây là những con số được Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa công bố. So với thiệt hại do thiên tai gây ra trong cùng kỳ năm ngoái, số người chết trong 6 tháng đầu năm nay cao gấp 2,6 lần, còn thiệt hại về kinh tế cao gấp 7 lần. Theo dự báo của Tổng cục Phòng chống thiên tai, 6 tháng cuối năm sẽ xuất hiện khoảng 11 đến 13 cơn bão trên Biển Đông, trong đó có khoảng 5 đến 6 cơn đổ bộ vào đất liền nước ta. Do đó, các địa phương cần chủ động theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của thiên tai, đặc biệt là các hình thái cực đoan như lũ quét, sạt lở đất, mưa lũ lớn và bão mạnh. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng sẵn sàng các phương án, kịch bản ứng phó với lũ lớn và đặc biệt lớn. Với tình huống bất lợi trên diện rộng, đơn vị đã có phương án chỉ đạo ứng phó với lũ lớn trên một số hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình. Sáng nay mùng 7 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Quốc Đức Vượng, sinh năm 1991, trú tại thôn Hải Dương, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Theo cáo trạng, năm 2018, Nguyễn Quốc Đức Vượng đã từng đi thành phố Hồ Chí Minh để tham gia biểu tình phản đối luật đặc khu, luật an ninh mạng và bị xử phạt vi phạm hành chính. Ngoài ra, cùng thời điểm này, cơ quan công an còn phát hiện Vượng sử dụng Facebook đăng bài, phát video trực tiếp với nội dung thể hiện luận điệu xuyên tạc về các vấn đề chính trị xã hội. Dù được cơ quan công an không truy tố để tạo điều kiện cải tạo, song đối tượng này không chuyển biến mà tiếp tục đăng tải gần 100 video trực tiếp
366 bài viết có nội dung thể hiện quan điểm, ý thức xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ. Sau khi lắng nghe phần bào chữa của bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Đức Vượng 8 năm tù kể từ ngày bắt giam. Sau khi chấp hành án tù, bị cáo được giao cho chính quyền địa phương tiếp tục quản chế trong thời hạn 3 năm. Tỉnh đoàn Bình Phước đã trao bằng khen cho em Thái Đình Nhân, học sinh lớp 5 trường tiểu học Đa Kia B, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập. Cậu bé đã nhặt được 50 triệu và trả lại cho người bị mất. Đáng nói hơn là hành động đẹp của em đã góp phần nhân lên những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Ngày 4 tháng 7, trên đường từ cửa hàng tạp hóa về nhà, cậu bé Thái Đình Nhân thấy một cọc tiền nằm dưới bánh xe tải đang đậu bên đường. Em đã mang nó vào nhà người dân, hỏi thăm để trả lại người mất. Khi thấy Nhân hỏi, ông Đặng Duy Đức đã kiểm tra lại và phát hiện ra đó là cọc tiền của ông bị đánh rơi. Con thấy trong người mình vui và đã biết được một người đã mất số tiền rất lớn. Nhận lại số tiền bị mất, ông Đức tặng cho Nhân 1 triệu đồng nhưng em không nhận. Sau đó ông Đức đã tìm đến nhà, thì biết được hoàn cảnh gia đình của Nhân rất khó khăn. Ba mẹ đi làm xa, Nhân và em gái ở với bà nội. Cảm ơn việc làm tốt của Nhân, ông Đức đã tặng gia đình em 11 triệu đồng, đồng thời xin nhận Nhân làm cháu nuôi để hỗ trợ việc học tập sau này. Ông Đức cũng tặng trường tiểu học Đa Kia B 3 triệu đồng để làm quỹ khen thưởng cho học sinh có những việc làm tốt. Tôi là một giáo viên chủ nhiệm, tôi thấy Nhân là một học sinh rất là chăm ngoan, học giỏi, biết nghe lời thầy cô và biết giúp đỡ các bạn bè trong lớp rất là nhiều. Đây là lần thứ hai Nhân nhặt được tiền và trả lại cho người đánh mất. Nhân không chỉ là con ngoan, trò giỏi. Hành động của em đã và đang được chia sẻ rộng rãi như một tấm gương sáng giữa đời thường, làm lan tỏa phong trào, nói điều hay, làm việc tốt. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đón xem một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Nhiều nước tiếp tục mở cửa bất chấp số ca nhiễm tăng. Sông Dâng vượt mức cảnh báo lũ ở Trung Quốc. Liên quan đến tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc, tờ Financial Times của Anh dẫn lời các quan chức chính phủ nước này cho biết trong tháng này, London sẽ quyết định loại dần các thiết bị của Huawei khỏi mạng 5G của Anh trong bối cảnh liên tục có những quan ngại về nguy cơ gián điệp. Theo đó, một cuộc điều tra an ninh của Vương quốc Anh hiện vẫn chưa được công bố đã đặt ra những nghi vấn rất nghiêm trọng về vai trò của Huawei. Ngày 6 tháng 7, Thủ tướng Boris Johnson cho biết chính phủ Anh phải suy nghĩ một cách thấu đáo về vai trò của Huawei tại nước này. Theo ông, Vương quốc Anh không nên ở trong bất kỳ tình thế dễ bị tổn thương nào bởi một nhà cung cấp có rủi ro cao. Thủ tướng Johnson hiện đang chịu sức ép rất lớn từ việc Mỹ đòi cắt quan hệ với Huawei. Theo Financial Times, ông Johnson đang vạch ra những kế hoạch để loại bỏ công nghệ Huawei khỏi mạng 5G của Anh sau những cảnh báo rằng các lệnh trừng phạt của Washington có thể ngăn cản tập đoàn Trung Quốc tiếp cận các chất bán dẫn của Mỹ và buộc hãng này phải sử dụng những nguồn cung rủi ro hơn. Bất chấp diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, với số ca mắc mới được ghi nhận tăng cao liên tục, nhiều quốc gia vẫn tiếp tục thúc đẩy kế hoạch nới lỏng phong tỏa nhằm khôi phục hoạt động kinh tế xã hội. Mỹ, quốc gia đứng đầu thế giới cả về số ca mắc và tử vong, đã cho phép nhiều nơi tiếp tục triển khai kế hoạch mở lại. Trong đó có cả vùng tâm dịch New York. Từ hôm qua, theo giờ địa phương, thành phố New York chính thức triển khai giai đoạn 3 trong kế hoạch mở lại. Nhiều dịch vụ chăm sóc, làm đẹp cũng như thể thao được phép mở lại, song dịch vụ ăn uống tại nhà hàng vẫn bị cấm. Người dân được yêu cầu tiếp tục đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội. Những người từ các bang có dịch COVID-19 tới New York đều phải cách ly 14 ngày. Tại điểm nóng COVID-19 khác ở Mỹ Latin, thủ đô Mexico City của Mexico từ hôm qua cũng cho phép mở lại các cửa hàng mua sắm. Peru cũng dần mở rộng nới lỏng hạn chế, dù số ca mắc vượt mốc 305.000 người, cao thứ 5 trên thế giới. Tương tự, bất chấp số ca mắc và tử vong gia tăng, Nam Phi bắt đầu bước vào giai đoạn 2 lộ trình mở lại trường học. Hàng nghìn học sinh đã trở lại trường trong ngày hôm qua. Tính đến sáng nay, trên toàn thế giới đã ghi nhận gần 11,8 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 540.000 trường hợp tử vong. Truyền thông Brazil đưa tin, Tổng thống nước này hôm qua đã phải một lần nữa tiến hành xét nghiệm sau khi ông có nhiều dấu hiệu nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.
Theo truyền thông Brazil, Tổng thống Jair Bolsonaro đã sốt 38 độ C và phải hủy chương trình làm việc từ nay cho tới cuối tuần. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Brazil, chính quyền Tổng thống Bolsonaro đã vấp phải chỉ trích gay gắt khi xem dịch như bệnh cúm thông thường. Nhiều tháng qua, Tổng thống Bolsonaro cũng vận động các bang dỡ bỏ cách ly xã hội và mở lại nền kinh tế, dù tình hình lây nhiễm tại Brazil vẫn rất phức tạp. Hiện Brazil là quốc gia đứng thứ hai thế giới về số ca mắc COVID-19, với hơn 20.000 ca mắc mới được ghi nhận mỗi ngày. Tuy nhiên, hôm qua, Sao Paulo, thành phố lớn nhất Brazil, đã cho phép mở lại cửa hàng, quán bar và nhà hàng, dù khuyến cáo người dân tuân thủ giãn cách xã hội ở nơi công cộng. Sinh viên quốc tế sẽ phải rời Mỹ nếu các trường đại học mà họ đang theo học chuyển sang chỉ học trực tuyến. Hôm 6 tháng 7, theo giờ địa phương, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ thông báo, sinh viên quốc tế đang theo học tại Mỹ sẽ phải rời nước này hoặc có thể gặp rủi ro bị trục xuất nếu các trường đại học tại đây chuyển sang chỉ học trực tuyến. Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quân Mỹ cho biết những sinh viên quốc tế có thị thực F1 và thị thực M1 sẽ có thể không tham gia toàn bộ chương trình học trực tuyến và ở lại Mỹ. Cơ quan này cũng cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ không cấp thị thực cho những sinh viên đã đăng ký vào các trường và hoặc các chương trình hoàn toàn học trực tuyến từ mùa thu tới. Đồng thời, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ cũng sẽ không cho phép những sinh viên này nhập cảnh vào Mỹ. Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ cũng khuyến cáo những sinh viên đang đăng ký học tại Mỹ phải rời Mỹ hoặc cân nhắc các biện pháp khác, bao gồm chuyển tới các trường có giảng dạy trực tiếp để có thể ở lại Mỹ một cách hợp pháp. Tiếp tục thông tin về tình hình lũ lụt tại khu vực miền Nam Trung Quốc. Hôm qua, mực nước tại nhiều khu vực thuộc vùng Trung và Hạ Du sông Dương Tử đã dâng cao, vượt mức cảnh báo lũ, khiến một loạt tỉnh thành đang đối mặt với nguy cơ lũ lớn. Mực nước đo tại nhiều trạm thủy văn trên sông Dương Tử hôm qua đều vượt mức cảnh báo. Do mưa lớn vẫn chưa dứt, mực nước sông được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng cao trong những ngày tới, có thể cao hơn 1 mét so với mức cảnh báo lũ. Mưa bão lớn được dự báo sẽ kéo dài trong suốt tuần này tại Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, với lượng mưa dao động từ 100 đến 200mm. Ủy ban Quản lý Nguồn nước sông Dương Tử hôm qua tiếp tục ban bố cảnh báo vàng về lũ lụt. Chính quyền nhiều địa phương đã nâng cảnh báo lên mức thứ 3 hoặc thứ 2 trong thang cảnh báo mưa lũ 4 cấp của Trung Quốc, yêu cầu bám sát tình hình và sơ tán người dân ở vùng có nguy cơ lũ quét. Biến đổi khí hậu đang cho thấy những tác động ngày càng rõ rệt. Những ngày này, người ta đang nhìn thấy tuyết màu hồng trên sông băng thuộc dãy Alps. Các nhà khoa học Italia đang điều tra hiện tượng bí ẩn này. Nhóm chuyên gia nghiên cứu Italy cho rằng tuyết hồng trên sông băng Brescia nhiều khả năng do một loại tảo đã được phát hiện trước đó tại Greenland tạo nên. Tảo không gây nguy hiểm. Đây là hiện tượng tự nhiên xảy ra trong suốt mùa xuân và mùa hè, không chỉ ở vĩ tuyến giữa mà cả ở vùng cực. Mọi thứ khiến tuyết trở nên tối màu đều làm tuyết tan chảy, do chúng đẩy mạnh mức hấp thụ bức xạ. Thông thường, băng phản chiếu hơn 80% bức xạ mặt trời vào bầu khí quyển, nhưng khi tảo xuất hiện, chúng làm băng tối màu hơn, hấp thụ nhiệt và tan nhanh hơn. Càng nhiều tảo, băng tan càng nhanh, giúp chúng có thêm nước, không khí và biến mặt băng trắng tinh ở Passo Gavia thành màu đỏ. Mới đây, ca sĩ Elton John đã trở thành nghệ sĩ thứ hai được Royal Mint của Vương quốc Anh vinh danh bằng một đồng xu kỷ niệm cho những đóng góp của ông cho nền âm nhạc. Ông là nghệ sĩ thứ hai được tưởng niệm với danh hiệu Music Legend sau ban nhạc Rock Queen. Đồng xu được thiết kế bởi nghệ sĩ Bradley Morgan Johnson với những hình nét đặc trưng khắc họa hình ảnh của ca sĩ Elton John như chiếc mũ và cặp kính râm. Đây thực sự là một vinh dự lớn khi tôi được công nhận theo một cách đặc biệt này. Sự nghiệp của tôi có rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ và đây thực sự là một cột mốc có ý nghĩa rất lớn. Elton John sẽ hợp tác với Royal Mint để tạo ra một bộ sưu tập đồng xu đặc biệt sẽ được bán đấu giá vào cuối năm nay để quyên tiền từ thiện cho những người đang gặp khó khăn. Elton John sinh ngày 25 tháng 3 năm 1947, được xem là huyền thoại và biểu tượng âm nhạc nước Anh. Ông là thiên tài piano từ bé và bắt đầu sự nghiệp từ năm 1962. Trong suốt 5 thập kỷ, Elton John đã bán hơn 300 triệu đĩa nhạc, trở thành một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất thế giới. Thưa quý vị khán giả, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trong nước và quốc tế tối của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.